Xin chào các bạn nhé. Hôm nay thì bên mình đang đóng hàng đi và giới thiệu các bạn đây là chiếc máy mà mình đóng hàng đi cho anh khách luôn, thì cũng quay video để cho mọi người cùng xem. Đây là chiếc máy cắt cỏ nhấc cả hai luôn, Estin FS3001 đó mọi người. FS3001 thì chiếc máy này nó là 34 ly, còn bên trong này là Estin FS250 và FS230. Thì máy của đó nó là 40 ly. Thì tiện đây quay luôn cho mọi người xem cái con máy này và cũng hướng dẫn luôn cho anh Ma Trần Hồ. Và đây này là một chiếc máy cưa G750 nó đang chuẩn bị đóng hàng đi luôn, thì toàn sẽ quay luôn hai chiếc máy này và hướng dẫn cho hai anh cái cách sử dụng máy, cách pha xăng và như dùng như thế nào để cho cái máy nó được bền nhé. Rồi ok. Em nhấc một chiếc này xịt ra đi thôi. Rồi, bây giờ thì mình sẽ khui hộp nhé. Trong khi khui hộp thì mình sẽ bóc chiếc máy G750 này ra để cho mọi người cùng xem. Và hai anh này thì có lấy thêm nhớt, nhớt Estin và nhớt Hu. Thì nhớt nào cũng được thôi, nó đều là nhớt hãng. Thì lam xích của chiếc máy G750 này thì toàn sẽ trang bị là một chiếc lam Latin. Một chiếc lam Latin và xích thì toàn sẽ trang bị là xích Estin hàng xịn. Đó, xích Estin xịn. Để cho chiếc máy này chạy nó được ok ngon lành hơn. Anh này thì anh ấy ở Nghệ An. Anh ấy mua máy thì anh ấy cũng nói là anh ấy cũng trình bày quan điểm là anh ấy chưa có sử dụng máy bao giờ. Thì anh muốn mua, nhu cầu của anh là muốn mua cái chiếc máy tầm cỡ 3 triệu. Đó, thì đây là một chiếc máy mà đầy đủ lam xích và phụ kiện phụ tùng đi kèm. Thì một cái bao lam này. Đó, đây là ốp lam và một cái bình khoa, một cái bộ tun. Tun này thì sẽ bao gồm là mấy cái lục giác rồi đồ mở buji đầy đủ. Em ơi, em bấm của anh cái này với. Đây, bấm đứt luôn. Rồi, ok. Thì cũng hướng dẫn cho anh cái cách sử dụng máy luôn. Rồi chút xíu mình sẽ làm cái con máy cắt cỏ kia nhé. Anh nói đến đâu thì em quay vào đến đấy nhé, để cho khách biết luôn. Chiếc máy G750 này ấy, thì nó là chưa có xăng. Đó. Chưa xăng nhớt, mới tinh 100% nha anh. Chiếc máy này thì toàn sẽ nổ máy lên và hướng dẫn sử dụng luôn. Khi lưu ý này, khi mà về anh rô đai ấy, là anh phải đổ nhớt vào đây nhé. Đây là cái buồng nhớt. Đây là cái buồng nhớt và đây là cái buồng xăng pha nhớt. Đó. Xăng pha thì anh có thể là lấy hai loại nhớt này. Đó, hai loại nhớt này thì rất là tốt rồi, ok rồi, nhớt hãng. Cứ một bình nhỏ này, cứ bóp đầy một bình nhỏ lên đến tận trên này luôn. Đó, và cái bình bên này cũng vậy, lên tận trên này luôn. Thì nó sẽ khoảng tầm 120cc. Thì 120cc này thì mọi người sẽ pha cho nó là 3 lít nhá. Thì tương đương với 1 lít thì nó sẽ khoảng 40cc nhớt. Rồi, qua cái vấn đề nhớt. Tức là chúng ta pha xăng nhớt thì cứ khi nào mà đổ xăng thì mở luôn nắp nhớt này, lấy cái nhớt thải của xe máy ấy, đổ vào đây để cho nó bôi trơn cái lam xích. Đó, bây giờ thì toàn sẽ đi lấy xăng đổ vào đây nhé. Rồi, mình sẽ đổ xăng pha nhớt vào đây. Đó. Nhớt này thì mình đang pha là nhớt Estin. Nhà có điều kiện anh ạ. Dùng nhớt tốt thì bán nhớt tốt thì mình phải dùng chứ. Mình phải dùng thì người ta mới biết là cái nhớt là như thế nào, người ta mới mua được đúng không? Rồi, ok. Khi khởi động á, thì công tắc bật lên trên, bật xuống dưới sẽ là tắt nhé, sit top. Bật lên trên là mở. Khi khởi động chúng ta kéo cái cần E này ra. Đó. Kéo cái cần E này ra để cho nó hút xăng lên. Và bây giờ giật nhé. Bây giờ là xăng nó lên rồi nhé. Giật xong rồi thấy nó phát ra tiếng nổ, xong nó tắt đi là xăng nó đã lên tới buji rồi, nó bắt đầu có hiện tượng nổ rồi. Thì lúc đó chúng ta sẽ đẩy cái cần E này vào. Đó, và bắt đầu giật. Nhấp ga này.
cái cách khởi động máy. Rồi tiếp theo nữa là cái việc mà chúng ta sử dụng á, thì đây khi mọi người ráp vào thì mọi người để ý cái phần này, đây là cái phần tăng xích. Khi mà chúng ta ráp lam xích vào mà không có để ý á, mọi người ráp lam xích vào cắm vào đây đúng không, mà không có để ý cái lỗ này nó không có vào đây được thì nó sẽ bị kênh cái ốp lam này lên, kênh lên, có thể là nó sẽ làm cho ốp lam này nó bị cong. Nên mọi người khi ráp mọi người để ý cái phần này, là cái chốt này nó phải nằm ngay cái lỗ này nhá. Rồi cứ đặt vào đây thôi. Đây là cái bộ xích, để ý cái xích nó phải nằm vào trong cái đồng tiền nhé. Đó, như thế này. Kéo căng ra một chút. Đó, rồi đặt cái ốp lam vào đây. Điều chỉnh cái tăng xích bằng cái lỗ này. Đó, trong này nó có một cái tool nối vít. Đây, chúng ta sẽ điều chỉnh vặn ngược chiều kim đồng hồ cho nó vào trong cái lỗ trước. Đó, khi mà thấy nó áp sát được cái mặt này vào đây, áp sát cái mặt này vào đây, đó thì chúng ta thấy là nó vào đúng vị trí rồi đúng không ạ. Rồi chúng ta vặn sơ nó vào, sơ vào nhé. Đây là cũng là cái video hướng dẫn để cho anh này, anh ấy chưa dùng máy bao giờ đó, thì anh ấy biết cách làm luôn đó. Sau đó thì chúng ta sẽ cầm cái xích kéo vặn sát này, vặn tay sát vào nhé, cầm cái xích kéo cái đầu lam lên. Mọi người có thấy không ạ, cái lam nó đang gật gù này. Đó, cầm cái xích kéo cái đầu lam lên rồi bắt đầu tăng xích. Đó, tăng xích cảm thấy nó ok rồi, nó vừa cái điện, nó có cái độ hở nhé, nó phải có cái độ hở này. Đó, xong chúng ta sẽ siết sơ cái phần này vào. Ok, đó. Vậy là cái xích của chúng ta nó sẽ nằm mãi như thế này và cái lam nó sẽ không bị gật gù nữa. Đó, nó sẽ không bị trùng. Còn nếu chúng ta thấy cái độ hở này nó hơi bị trùng quá chẳng hạn, thì chúng ta mở lỏng cái nó ốc này ra. Đó, vẫn kéo nó lên và tăng tiếp. Đó. Rồi chúng ta siết lại. Và không lên, lưu ý là không nên tăng căng quá vì nó sẽ bị cháy lam xích nhá. Đó, nếu mà căng quá, căng xít vào như thế này, hai bên nó đều xít vào nhau như thế này thì nó sẽ bị cháy cái đầu lam như thế này. Đó. Và chúng ta gạt cảm thấy nó nhẹ nhàng. Đây là chưa có nhớt nên là nó sẽ hơi rít. Và khi mọi người thấy là cái bình nhớt ở đây. Cái bình nhớt đây thì có thể là lấy cái này chọc lên vặn. Đó. Chúng ta đổ nhớt vào đây nhé. Nhớt này là nhớt sử dụng nhớt thải của xe máy. Lưu ý không nên sử dụng nhớt thải của ô tô. Vì cái nhớt thải của ô tô á, thì nó công nông ô tô thì nó sẽ rất là dễ bị tắc cái bơm nhớt hỏng nhé. Vì nó đặc, dầu diesel nó làm cho cái nhớt nó đặc. Và đây là cái khóa thắng xích. Mọi người lưu ý là khi mà chúng ta thấy kéo cái xích này không được á, thì tức là cái khóa thắng xích nó đang bị ngược lại. Nhà xe Thủy Thọ ngược lại hai nhà, ba nhà. Rồi, đó, đây này. Đó, khi kéo lên thì xích nó chạy được nha mọi người. Còn đẩy xuống á, nó khóa thắng xích. Là mọi người có bóp cháy côn nó cũng sẽ không có chạy được đâu nhé. Đó, rồi, đây là cái khóa an toàn. Rồi, ok. Cái phần này, lọc bụi thì mọi người hãy để ý là cái phần này nhé. Phần này nó là cái phần lọc bụi. Không nên lấy cái vòi xịt vào đây, nó sẽ bị rách. Mọi người cứ lấy cái chổi sơn ấy, hoặc là lấy cái bót đinh răng cũ cũng được, mọi người quét nó đi là ok. Không nên lấy vòi hơi xịt vào trong những cái khe kẽ này, nó không tốt nha. Rồi ok, một số chi tiết lưu ý như vậy. Rồi cũng chúc anh trai Nghệ An sử dụng máy thật là bền nhé. Rồi ok, này, nổ máy lên này. Rồi bây giờ thì sẽ đi tiếp tục sang chiếc máy cắt cỏ của anh Mai Trần Hồ.
thì đây toàn sẽ nổ máy luôn, nổ máy luôn cho anh Hồ chiếc máy cắt cỏ ép tim. Chiếc này là chiếc 3001 thì cũng như là cái cách mà sử dụng máy cắt cỏ hay là máy cưa thì chúng ta đều là máy động cơ hai thề thì chúng ta đều phải pha xăng nhớt nhé. Nhớt thì cứ pha một cái bình nhớt như vừa rồi đó thì pha được 3 lít, còn nguyên một can đó thì sẽ pha được khoảng tầm 25 lít nhé. Bây giờ thì Toàn sẽ nổ máy lên cho anh và cùng mọi người cùng nghe cái tiếng máy. Thì máy này thì Toàn sẽ đóng hàng đi, và khi đóng đi thì có thể là sẽ phải chút hết cái xăng này ra đấy, thì nó khá là nguy hiểm trong quá trình vận chuyển. Có nhiều vụ xe hàng của bưu điện của bên giao hàng ấy, họ bị cháy, bên bưu điện thì chưa thấy nhưng mà bên Viettel thì có bị đâu. Khi dùng á thì anh lưu ý đây là cái công tắc đẩy lên trên sit top, đẩy xuống dưới nó sẽ là mở, sit ta là mở này. Bóp bơm xăng đây, núm bơm xăng dí vào đây luôn em. Đó, bơm xăng nhé. Rồi xăng nó lên, thấy lên ống đầy rồi, chúng ta bơm cố thêm vài cái, rồi gạt kéo e lên. Đó, e bình thường nó nằm dưới này là nó chạy này, còn khi chúng ta khởi động thì chúng ta gạt lên. Đó, nếu mà có thể thì anh hãy bóp thêm một chút xíu ga cho nó lên xăng thật là nhanh nhé. Đó, ba cái bóp ga và lên, ba cái là lên xăng rồi. Rồi đẩy xuống, vẫn bóp ga nhé. Xong thì bật công tắc lại luôn. Đó, tránh cái tình trạng là bị quên nhé. Rồi ok. Và tất cả những chiếc máy mà Toàn gửi đi thì Toàn sẽ đều tặng cho một cái buji để mình về rodai. Đó, cái buji đó thì mình rodai xong rồi mình chạy một lúc cho cái máy nó khô, nó sạch hết cái nhớt bên trong rodai đi. Rồi chúng ta sẽ thay cái buji zin theo máy vào. Đó, thì cái buji tặng kèm thì mình sẽ để bên ngoài, và mọi người về lưu ý là gỡ cái buji zin trong máy ra nhé. Rồi, và cái máy cắt cỏ này sẽ lưu ý một cái số vấn đề là như thế này. Khi mà sử dụng á, thì mọi người thấy là cái việc mà bảo trì cái động cơ máy cắt cỏ nó rất là kỹ. Ở cái chỗ là nếu như cái lọc gió này mà không tốt, hoặc là lọc gió bị kênh, lắp ráp bị kênh, thì cái bụi nó sẽ vào đây rất là nhiều. Cái bụi nó chỉ được phép ở bên ngoài này, không được phép đi vào đến cái lỗ, cái phần khoang bên trong. Nếu như mọi người thấy cái bụi mà đã đi vào được đến bên trong này thì tức là cái máy này nó đang hút bụi vào. Nó hút bụi vào trong lỗ này, trong cái việc cái khi mà sử dụng nó hút vào rất là nhiều thì nó sẽ bị hỏng nòng nhé mọi người nhé. Nên là mọi người lưu ý cái vấn đề đó. Và cộng thêm một cái nữa như thế này, chúng ta vệ sinh cái lọc gió này chỉ để là để cho cái bụi nó sạch thì nó sẽ hút gió vào dễ hơn thôi, chứ không phải là cứ vệ sinh cái lọc này là cái máy mình nó sẽ bền. Không có. Nếu không vệ sinh cái lọc này thì máy nó sẽ ăn nhiều xăng hơn, và cái ăn nhiều xăng đó nó sẽ bảo vệ cái động cơ luôn, chứ không phải là cứ vệ sinh là cái máy nó sẽ bền đâu nhá. Cái mà vệ sinh là để cho cái máy nó ăn ít xăng, nó không bị tốn xăng. Còn việc mà cái máy nó bền hay không thì nó sẽ phụ thuộc vào cái lọc gió này nó có kín hay không. Rồi, và khi sử dụng á, về anh lắp ráp thì lắp ráp, cố gắng lắp ráp như thế này này. Cái cách này là cái cách lắp ráp đúng nhất để cho chúng ta làm việc nó sẽ nhàn nhất. Ở chiều cao khoảng tầm từ 1,5m cho đến 1,8m thì hãy sử dụng cái đầu này giật về đây, đo khoảng gần 2 găng tay, tương đương với cái cục này, nó sẽ nằm ở đây này. Và cái cục này thì nó sẽ nằm sát đây luôn. Đó, thì chúng ta làm thì lúc nào cũng sẽ đứng thẳng lưng. Còn nếu như để nguyên rin như của nhà sản xuất người ta ráp như thế này thì mọi người làm sẽ rất là đau lưng. Đó, và anh về anh chuyển cái cục này về đến cái cục đen này, và cái cục đen này giật lại một chút xíu để hai cái cục này nó gần nhau. Đó, cái cục đen này nó gần đây. Đó,
giật cục này lại nhá. Rồi tiếp theo đến cái đầu bò đây em. Cái phần đầu bò này thì lưu ý sử dụng thì khoảng cứ khoảng tầm 2 ngày bơm mỡ bò vào đây cho nó một lần. Đây, lấy cái cờ lê 8 mở cái này ra. Lấy cái xi lanh kim tiêm ấy, hút mỡ bò bơm vào đây nhá. Cứ 2 ngày bơm một lần, đi làm 2 ngày bơm một lần. Đó, lúc đó thì cái mỡ đầu bò mọi người nó sẽ tốt hơn. Rồi. Trong đây thì chiếc máy này nó sẽ kèm theo đó những cái phụ kiện như thế này, một cái bình pha này. Cái bình này thì bình chứa xăng thôi, không áp dụng theo cái bình này. Hãy áp dụng theo cái cách pha xăng mà Toàn vừa mới chia sẻ ở đầu video. Trong máy thì nó sẽ có những cái dây rút lục giác, rồi đầu mở buji, rồi túc nô vít bốn cạnh, dây đeo và chắn cỏ. Đó. Sách hướng dẫn sử dụng. Còn cái việc bảo hành, đây có lưỡi dao nữa. Còn cái việc bảo hành thì sẽ áp dụng từ ngày mà mọi người nhận được hàng. Tất cả máy ở đây thì đều bảo hành 6 tháng. Và sau cái thời gian bảo hành, nếu máy có trục trặc gì hoặc là trong cái thời gian bảo hành, mọi người cứ liên hệ bên Toàn thì Toàn sẽ có những cái video hướng dẫn cho mọi người. Khi mà ví dụ như là có thể là anh em chưa hiểu cái cách sử dụng máy, hoặc là khởi động máy rồi không biết cách khởi động, hoặc là máy giật nó không nổ hay như thế nào đó, trong quá trình mình chưa biết thao tác á, thì cứ điện cho Toàn, Toàn sẽ hỗ trợ cho anh em. Đó, về mình lắp ráp nhá. Cái tay này nó nằm bên này. Đó, tay này nó nằm bên này. Nhưng mọi người thấy là cái tay nó đang nằm rất là xa với cái đầu máy đúng không ạ? Thì làm như thế này thì mình phải cúi rất là nhiều và rất là đau lưng. Về lắp ráp lại cho nó chuẩn theo cái video Toàn vừa chia sẻ nhá. Rồi, những chiếc máy này thì Toàn sẽ đóng hàng giao đi cho anh. Và sẽ có những cái tem để dán lên cho mọi người cùng cũng biết được cái máy này thì được mua bên bên cửa hàng của Toàn nhá. Đây là cái tem 7 màu của cửa hàng. Thì mình sẽ dán vào đây. Đó. Ok. Vậy là ok nhá mọi người. Vào đây, chiếc máy này thì Toàn sẽ dán vào đây luôn. Chiếc máy này thì Toàn dán vào đây luôn nhé mọi người. Cảm ơn hai anh trai rất là nhiều nhé. Mọi người đã ủng hộ Toàn rất là nhiệt tình trong suốt cái thời gian vừa qua, xem video, like, share và video và ủng hộ kênh. Đó. Mọi người có nhu cầu sử dụng nhớt thì cứ liên hệ với Toàn bên Toàn nhé. Hai loại nhớt này, những loại nhớt này thì pha được gấp đôi những cái loại nhớt ngoài thị trường, và nhớt này thì nó sẽ không bị đóng cặn và không phải bảo dưỡng cái động đầu nòng động cơ, và nó bảo vệ cái động cơ rất là tốt. Nên anh chị em nào mà cái máy mà nó hay trục trặc thì hãy thử một lần mua nhớt này thử xem nó chạy có ok hay không nhé. Rồi, xin chào mọi người, hẹn gặp lại mọi người video tiếp theo. Đừng quên like và đăng ký kênh giúp Toàn các bạn.